Đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Hôm nay thì Trọng tổ chức là chích ngừa cho mấy bé mọi người. Đấy, chích ông lùng trước, lùng thì chỉ có Trọng ôm được. Ha, hôm nay anh chích thuốc cho nha. Chích đợt này mấy bé cháu cũ á là chích 4 mũi nha mọi người. Trong đó là có chích 7 loại bệnh với cái gì đó là 3 mũi. Còn riêng bé lùng hay là cái bé mà có chích đợt 1 năm ngoái rồi á thì chích thêm một mũi thuốc là chích dại nữa. Còn mấy bé mới thì chỉ chích có 3 mũi thôi. Lần này phải chích phải kẹp lại là thấy gì có nhát lắm. Thấy gì có nhát chích lắm rồi. Anh ôm nha. Lúc đi đi ra đây con. Đâu phải đồ ăn đâu mà con ba lại đây. Bị lụi bây giờ á. Đâu? Có chứ em có dạy cho. Lúc đi đi xe ra cho tao chích. Lúc đi đứng vậy sao chích được? Lúc đi ơi đi ra cho khác tao chích. Ê. Thôi. Anh gãi gãi massage cho nó quên đi anh kéo nó. Lùng bình thường nó là hổ báo cáo tròn vậy đó. Trọng biết rồi, xưa mấy con là trọng tự chích được luôn. Riêng lùng là không được, để cái kim vô là. Rồi tới con nào anh? Bơ ơi. Giờ tới con gọi già. Rồi anh gãi gãi cái lỗ tai nó. Không bo, không có sợ, chỉ có hỏi lùng thôi à. Trời ơi kìa. Không có. Bớt cảm giác. Bo là chích vô tư. Chỉ có ông này nãy giờ chích kiểu mặc áo luôn kìa. Nè. Sợ lắm. Trời ơi. Có vụ sợ chích nữa nay. Rồi xong rồi. Nó thấy chưa? Bo không có bình thường à. Lucky kìa Lucky. Lucky là con cũ. Lucky cũng bình thường thôi. Ôi Lucky không thấy sổ anh. Lucky hồi chưa lấy sổ đó. Không có anh. Ừ, tại vì Lucky cú sao mà. À Lucky hình như chưa chết em ơi, Lucky là có chết kết hợp thôi. Ừ, nó bị ký sinh trùng máu. Lấy sổ mới ghi cho Lucky. Trời ơi. Mà Lucky không sợ, Lucky chết quen rồi. Rồi có ông lùng rồi mọi người, chết cái nãy giờ nhát luôn á. Nó rất là sợ. Mấy con mày sao, đừng có sủa nè. Rồi. Sắp tới hết trơn bây giờ hà. Nó vô cái em nhớ chẳng quên. Ô, Lucky giỏi con. Cái gì vậy? Nãy giờ mừng dữ lắm à. Tại sao mọi người biết không? Bình thường á mấy con này nè, đâu có ai làm nó đau gì đâu. Toàn là cưng là vuốt không mà cái kim đụng vô cũng la làng nữa. Wow, xong rồi. À, rồi. À. Xong rồi. Bây giờ em mới đi ha, cho không có lớp như này. Ha cũ đi. Bắp đây, bắp. Nè, mà từ từ tới hết trơn nha chưa? Này chích hết nha mọi người. Chích từ 3 đến 4 em. Ghê chưa? Con đòi ra, con đòi vô. Một đống sổ luôn rồi. Đó. Sắp mới nữa. Sắp mới nay đem sổ thêm nữa. Tại vì có một vài con chưa có sổ là mấy con mới.
mấy con cũ nhà chồng là có sổ, có ngày, có tháng chích mũi nào hết. Ôi, bắp ơi, bắp thoải mái, bắp vô tư. Các con thương, thương, thương nha con. Trời ơi, bắp dễ lắm mà sao anh tự chích mà. Lúc nó bị viêm phổi đó, anh mua thuốc về anh tự chích 20+ mũi bình thường. Đấy, thấy không, người ta vậy đó. Bắp người ta đẳng cấp như thế. Lùng ơi, lùng, lùng, lùng ơi, nhục chưa lùng, nhục chưa lùng. Rồi bây giờ tới con dưa hấu anh. Dưa hấu tỷ tỷ rồi con nào cũng được trơn á. Dưa hấu tỷ tỷ coca rồi con nào cũng được hết. Mấy con đó là chích hồi năm ngoái hết rồi. Lùng ơi, nhục chưa lùng? Thấy bắp người ta chưa lùng? Mày dở quá. Bây giờ á mọi người, chó nhà của Trọng á là con bắp á, nó không thèm lên trên này luôn á, lên chơi chút xíu chạy xuống à, nó mê ở dưới á. Giống như nó làm mà này hả, này là dưa hấu nha. Đấy, dưa hấu cũng bình thường quá. Wow, giỏi quá dưa hấu ơi. Mày giỏi hơn anh á, mỗi lần anh nói thiệt mày, anh đi tiêm vaccine COVID đấy. Bác sĩ cầm cái kim anh gung hết trơn. Hình như là mình con lùn nó giống mình á, nó nói ông hơn gì tôi. Ngủ chung mà. Hello. Ông hơn gì tôi mà ông nói hả lùng? Lùng nói ông hơn gì tôi mà ông nói. Rồi ok anh. Sao không ra ơi. Dưa hấu ơi, giỏi quá dưa hấu ơi, dưa hấu ơi. Tới Coca. Pepsi cũng được, mấy con được hết à. Từng em một nha mọi người. Tiền ơi, chuẩn bị chích nha cho. Trăng ơi, con già ơi. Bò già chích khoát đã không con, sướng không? Em thấy con bò già nó mỗi lần xương không không? Giờ nó mập rú nu. Ừ, cầm lên tròn vo đúng không? Ê, Coca này cũng đâm vô cũng hơi nhát đấy. Không biết năm nay hết nhát chưa? Con bắp á mọi người nó. Coca, Coca. Đó, 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 đó. Coca ơi. Chạy rồi, chạy rồi. Ê, tới bé gái dễ thương nè, tới bé gái dễ thương nè. Có bé gái dễ thương tỷ tỷ nè. Tỷ tỷ im nè. Trời, tỷ tỷ chích hàng trăm mũi rồi. Ô ô ô tí chị ơi, trời ơi. Ơ, hơi đau tí à. Tí nào giờ đi bác sĩ nhiều rồi. Bác sĩ nhiều lắm, ở bệnh viện ta nói 2-3 bệnh viện chứ không phải một nữa. Rồi rồi. Ô con gái này, con gái này con. Ô ô ô. Ôi, con này nó la dữ lắm, cái miệng nó ghê lắm. Rồi, xong liền, xong liền. Ờ thấy chưa? Cái miệng con này nó ghê lắm. Đó, 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 kìa, kìa, mừng kìa. Đó. Không, không ai làm gì nó cũng, nó cũng gài. Từ giờ tới giờ xuống xíu dưa leo, lượm, với bác xe nha, con nào cũng được. Thôi, thôi tiền ơi. Bởi vì thầy quản nhiều đây mọi người thấy không? Trăm như trăm con và mấy chục đứa này nè. Quải luôn. Em nha, con rùa nè, đi đã không? Con rùa đó, đặt chất liệt đó em. Nó đó hả? Ừ. Nó đã gì? Ừ, rùa ơi, biết nói chuyện luôn nha. Biết hú luôn. Rùa thông minh dữ lắm. Ôi, đây, lượm này bác sĩ ơi, nhớ hồi nào không? Nhỏ xíu mà me đỏ, đỏ người không? Bỏ chét quá chừng luôn, viêm da các kiểu. Viêm da, bỏ chét, nhiễm trùng máu luôn. Người ta bản lĩnh mày ha, con? Người ta bản lĩnh đấy không? Người ta đâu có ăn thua gì vậy, cây kim này.
Ừ. Lượm à? Lượm đó. Ôi ôi, nay mập dữ vậy. Đi bác sĩ về cái là nó ấy luôn á. Nó kiểu nó bị nó thuốc á. Nó về mình cho nó uống thuốc, uống bổ máu rồi đó, rồi sau đó nó phì luôn. Mà nó ăn dữ lắm, nó ăn ngoan lắm. Sợ lượm không? Anh cho lượm á, anh cho lượm sữa mày á nha. Ừ. Gu ơi, ủa lùng ơi, chọc lùng chơi. Mấy cái cuốn này là mới chích đúng không? Mấy cuốn này là đang dán nè quý vị, hình ông ngoái nè đó, thấy không, có con chích ngày 7 tháng 7 nữa đó. Thì tại bởi vì chồng mới để tới đầu tháng chích để coi con nào chích 7 tháng 7 vừa hấu nè, thấy không, tại vì cứu sao á nên là chồng phải để chọn cái móc là tháng 7 á, mà chích mỗi loại thuốc đều có dán cái tem của loại thuốc đó lên. Đây là chích cái mũi nào của cái viên cái mũi thuốc đó là mình lọt tem mình ký lên đó. Yeah. Tới xấu xí nè. Xấu xí. Ôi xấu xí ơi, chích nha con. Ồ bác sĩ thương là đâu có chích gì đâu. Ồ xấu xí cũng bình thường. Trời ơi, người ta chuyên gia đánh nhau mà. Đại ca mà chuyên gia là đánh nhau mà lo gì một vài cái mũi này. Thấy không? Người ta chuyên gia đánh nhau mà một hai cái mũi này là không ăn thua gì. Rồi ơi, hú cái con. Rồi, hú cái con. Rồi, kêu cái này, kêu bác sĩ coi, bác sĩ một lần khám bệnh cho con á. Hứ. Kêu hú cái đi. Hú không? Rồi ơi. Rồi rồi. Bảnh chưa? Nhặt nghe tới con nhặt nha em. Hình như là con này nó lẻ nè, anh cũng không để đâu rồi lấy sổ mới cho nó đi. Mang này cũ rồi. Nhạc ơi, Út Nhạc, gãi đầu cho nó. Lấy cái mỏ khác. Ừ, mày thấy lấy cái đầu đi cho đừng có nhìn thấy kim. Ừ. Nhạc giỏi quá. À, con này một mũi. Ừ. Mấy con này Út Nhật. Mấy con này đang ngồi xếp hàng nè mọi người ơi. Xếp hàng chờ nè. Ê. Yeah, chuẩn bị chích nha con. Đây, bây giờ tiếp tục chích các em mà mới nè, rồi chạy kỹ. Cục vàng rùa nha. Ờ, bình thường với chế. Dạ. Dạ rồi, ok. Chó nhà chậu nó mừng kìa. Đây nè, em nhớ con này không? Em nhớ hai con chó này không? Tên con khiến nè hôm nay kìa. Thỏ kìa. À em nhớ con thỏ rồi. Đây nè, không nè, thiến nào nhỏ xíu đó. Con này tên thỏ. Thỏ. Chó nhà trọng là trọng có mua insurance hết nhiều. Thở ơi. Bên này em thấy nó mặt không? Ờ, nhát lắm, con này mà sao không nhát được. Sủa người ta, ngủ người ta bánh lộn, người ta ra trốn mất tiêu. Tỷ tỷ chuyên gia nghe tỷ. Đó. Rồi.
Ở đó là sau lưng mày mót đó. Út mót hả? Đây chích nó sợ, nhiều nhiều con chích sợ. Nhiều con mọi người thấy không? Chích là nó sợ. Thỏ cua kìa. Cua lên đây. Cua lên đây. Người ta biết hết trơn á nha. Ê, em ê cái kia đó. Ê. Này sao ngán dữ ta. Này là ngán. Nè. Không, đây. À, có anh là không cắn đâu. Không, em chỉ anh cắn. Giờ anh cầm nó, anh đưa cho em đi. Cái em chỉ cho anh lần, cái mai mốt anh ôm con nào cũng được. Anh ôm gì nè, cái anh lấy cái này của mình á, anh đặt nó vô đây nè. Đó, nó đâu có cắn được anh đâu. Xong rồi cái này của anh gồng chắc lại. Thì giống như là gồng như một cái khung thôi, chứ không phải xiết cổ nó, nhưng mà gồng là giữ chắc lại. Rồi để tay lên đây, còn một tay này để ở dưới này. Cái mắt xe nó gãi. Ngoan con đi. Nè nè, cầm đi anh ôm cho. Kiểu như là cái này. Ôi chục vàng, ôi chục vàng. Ôi sợ hả? Ôi sợ lắm. Thì có anh chồng làm được thôi. Ha, yeah, đây nè, đó. Bữa đi trắng lộn đó phải không anh? Ôi, gãi nè. Rồi xong liền. Nó sửa cái giỏi xong. Nè, ôi trời ơi. Chục vàng xong rồi, cục vàng xong rồi. Con đó là tên gì em? Đây hả? Lucky em. Đã chưa? Chạy đâu cho thoát. Rồi, con này tên gì em? Nè hả? Út mó. Anh này giống của Châu Phi hả? Ờ, làn da Châu Phi nhưng mà được sinh ra ở Châu Á. Cái này là like từ lưa cho Út Mót. Út Mót nãy có xóa rồi. Ờ, Út Mót nó có xóa rồi. Được rồi. Nè con. Xong rồi. Rồi, tới thứ nào nữa anh? Ly hả cua? Cua này là chị của thỏ nè. Ôi. Đó, làm gì đâu sợ. Chưa hề phải sợ nha. À, sợ được không? À, bây giờ tới ông Tiền kìa, ông Tiền mới khó kìa. Chứ không phải là con nào cũng đụng được đâu, Tiền khó đụng lắm. Nhặt giờ chích 10 mỡ được hết căng. Nào nằm xuống này, nằm xuống. Đó. Nằm xuống là lấy tay đùa nè, lấy tay đùa nè. Đã không? Nằm xuống. Đấy. Cho bác sĩ chết không? Bình tĩnh. Chết rồi. Ủa chết rồi ha? Ờ này Út Nhật nè. Nằm xuống cho chơi rồi. Nằm xuống. Nè. Thương lắm nha. Cua. Rồi, giờ tới đứa nào. Mà nó cũng có tật ấy lắm. Con này con gì đây anh? Tiền. Ê, lão già Tiền ê. Xong rồi. Có gì đâu. Còn mấy em nãy giờ nó chạy chưa chích được. Ba em. Dưa leo với Pepsi. Với Coca nữa. Toàn là trái cây thức uống không hà. Lì không đó mấy người ơi. Chưa, có chích được đâu, mới ẩm nó chạy mất tiêu rồi. Tại nó bự con lắm, nó mạnh dữ lắm. Sao con chích mũi con trầm cảm luôn vậy luôn. Cô ca nó mãi có chích đó. Chưa. Lùng ơi, sao con chích mũi con trầm cảm luôn, có gì đâu. Ồ. Không có gì hết trơn á, không có gì buồn hết trơn á. Làm gì đâu buồn. Ờ kìa. Chích có cái xíu làm cái gớm luôn à. Giận luôn rồi kìa. Dạ nghe chị. Nằm xuống đi con. Lật bụng lên anh mới chịu. Thế nè. Dạ, okay. Nằm xuống lật bụng lên. Lật lên. Ờ. Ồ, bà dưa leo nãy giờ tính trốn ha. Trốn không có được đâu nha dưa leo.
ôm đòn nó nha con này nè. Cái gì đó nó nhát thôi chứ nó lì đòn lắm. Ê tỷ tỷ. Tỷ tỷ nha, tỷ tỷ ơi. Lại là thấy người ta đây bị yếu thế mọi người, lại táp liền. Nhỏ nó cơ hội ghê á. Sống cơ hội quá mày. Giờ muốn táp không tao thả ra cho táp. Thả ra chạy mất tiêu. Sống cơ hội hả? Ô vui eo ơi, vui eo ơi, vui eo ơi. Trời ơi cô ca ơi, con to như thế mà cái kim nó bé bé tẹo, đâm vô người con không nghe ngứa luôn á, thua con da cắn luôn á. Sao mà đó làm gì nhát, thấy chưa, không hề nhát luôn. Chứ còn có cái xi này đây, anh hùng núp rồi mọi người đó, lại cổng sủa người ta ngủ đến lộn ra chạy vô lòng ngồi chơi vậy hả, trốn. Giờ chỉ còn mỗi em Pepsi thôi, chạy đâu rồi. Nhát quá. Nhát kim. Chích buổi sáng này mệt mỏi luôn á. Pepsi. Pepsi lên nè. Pepsi ơi. Lại nè con. Ồ, liếm tay đi, liếm tay nè. Liếm tay giữ đi con. Nó biết, nó biết. Các bé cuốn là được tiêm hết rồi đó mọi người. Bây giờ là tới chùm cuối. Đâu đây đây. Chùm cuối đây. Đó, chứ ở trong này ngủ. Nó ngủ là trong học tủ, nó trên đòn tủ rồi không à. Ôi, chùm cuối đây. Chùm cuối mặt quá vậy. Ừ. Không ăn cơm. Ăn cuốn là xong hết rồi phải không? Cuốn hết rồi đó. Mimi à, nó thì vậy, nó thương, nó sợ mày đừng cho thấy mặt. Giấu mặt nó đi. Mẹ thấy vậy chứ nó hiền nhưng mà là nó hay dương móng vuốt lắm. Cái thuốc chích ngừa mèo á nghe quý vị, nó mắc hơn thích chúa ngừa chó nha. Một mũi thuốc của em mèo là mắc hơn mũi thuốc của em chó mấy chục ngàn luôn. Nó gấp đôi luôn hai em. Nó gấp đôi luôn nha mọi người. Có đau đâu con. Ôi. Không con chó. Mấy con chó nào vậy? Con nào mà chọc em Mimi tao vậy? Ừ, nó sợ thôi chứ còn giác này nhỏ đang ngủ. Ừ, nó không có đau. Ôi Mimi ơi, gái này con, tí xíu nữa, một phút nữa, một giây nữa. Ê, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Đó, an toàn cho con rồi đó. À, cho Mimi cái sổ nào. Rồi cho nó vô ngủ lại. Tí 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 tí. Xong hết rồi đó mọi người ơi. Tổng cộng một điếm mày cái cho nó. Nằm xuống. Lật bụng lên. Tôi mà không thiến ông chắc giờ ông con đàn cháu đóng rồi. Cái này là một tuần nữa chích nữa hả? Ba tuần nữa. Đứa nào mà thiếu mấy đứa mà hai mũi rồi á thì qua năm sau mới chích lại, còn cái đứa mà mới chích lần đầu á thì ba tuần nữa chích lại. À có nghĩa là mấy cái đứa hai mũi là ba năm, một năm nữa. Dạ. Còn mấy cái em mà mới đó. Là ba tuần nữa là xong. Rồi bây giờ là dòng mấy em cũ là coi như xong rồi đó mọi người, hai mũi luôn. Bữa nay là chích một mũi bảy loại bệnh mà một loại chó dại. Chích dại, còn mấy em mới thì là còn 3 tuần nữa thì mới lụi thêm mũi nữa thì coi như là mới xong hoàn thành cái nhiệm vụ năm nay. Và sau khi hoàn thành 3 tuần nữa thì bắt đầu chồng cũng sẽ đi phẫu thuật các em chó cái dần, một tuần chồng sẽ phẫu thuật hai em cho đến khi hết luôn, tại vì bây giờ mình không có chó đực rồi.
mình cũng không có nhu cầu là đẻ đái gì hết, nên là thôi để cho nó thèm tội nghiệp. Mọi người cũng cứ biết cái cảm giác thèm rồi mà, phải không mọi người? Nên thôi chọn cho nó xong luôn để cho nó có một cuộc sống gọi là khỏe mạnh, trai tịnh về cái chuyện ứa luôn. À, kính thưa quý vị khán giả thân mến, như thế là hôm nay là cái buổi sáng đầu tuần thì Trọng đã là tổ chức là tiêm vaccine ngừa 7 loại bệnh cũng như là phòng dạy cho tất cả các em nhà của Trọng, là tổng cộng gồm có là 18 em chó và là một em mèo. Ê, ok chơi rồi thì còn như mọi người thấy đó, vui lắm, có nhiều em thì rất là em thấy không, có nhiều em thì chích là đối với nó là chuyện bình thường, còn có nhiều em thì giờ là trầm cảm luôn rồi kìa, lùng kìa choáng váng rồi kìa. Bắp thì bình thường ha, còn mấy em thì nhát, cái kim để vô la làng la sớm. Bây giờ Trọng cũng xin dừng lại video đây, xin chúc cho tất cả mọi người xem video thật là vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Nhớ like, share cũng như là subscribe cái kênh YouTube Trọng Cà Mau để kênh của Trọng càng ngày càng phát triển hơn. Kính chúc quý vị khán giả thiệt là nhiều sức khỏe. Bye bye tất cả mọi người.